Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel bơm màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh mèo chú chó nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhá. Cái miệng mình sẽ tô màu đỏ. Chó nên mình sẽ tô màu xám hoặc là màu nâu. Mình sẽ tô màu xám. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình ảnh chú chó màu xám. Các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.